giết heo tinh, heo năm móng ba giò, quả báo thảm khốc, chuyện nhân quả có thật ở miền Tây. Cũng như những du khách khác, khi vào chùa Mã Tộc, còn gọi là chùa dơi, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của miền Tây, tôi hòa mình vào dòng người đi thẳng ra vườn cây cổ thụ trong khuôn viên chùa để xem đàn dơi. Phải công nhận, khu vườn dơi vô cùng kỳ thú, với hàng ngàn con dơi khổng lồ treo lũng lẳng kín ngọn cây. Mặt gió thổi khiến cây cối ngạ nghiêng. Mặt tiếng người cười nói sổn sang bên dưới. Đàn dơi vẫn ngủ ngon lành. Lấy sức sau một đêm miệt mài kiếm ăn. Ngôi chùa này là ngôi nhà an toàn nhất của chúng. Sau khi thăm thú đàn dơi, tôi ngồi nghỉ ở trái chính điện ngôi chùa. Trên bậc thềm, một người đàn bà ăn mặc thời trang và một người đàn ông đang xùy sụp chuẩn bị mâm lễ rất lớn, cơm đủ tiền vàng, gà luộc ngậm hoa, đặc biệt là một con lợn vàng mã to như thật. xưa nay tôi chỉ thấy người đời làm vàng mã hình nhân, ngựa, rồng, xe cộ, máy bay, tên lửa, chưa chưa từng thấy làm vàng mã bằng lợn. tôi tò mò đi theo chân người đàn ông và người đàn bà này đi vòng xa phía sau chính điện chùa Mã Tộc. Họ đặt mâm lễ trước một ngôi mộ. Tôi thật sự bất ngờ. Khi sau chùa không phải là bảo tháp cất xá lị của các sư trụ trì như thường lệ, mà lại là những ngôi mộ được xây cất theo hàng lối, có cả bia. Nhưng kỳ cục hơn, trên mỗi bia mộ vẽ hình một chú lợn rất béo tốt, đẹp mắt, da trắng hồng. Có ngôi mộ ghi tên là Bà Hợi ông hợi, năm hợi. Phía dưới tên là tuổi tác, thời gian sinh tử. Khi người phụ nữ khấn vái xì sụp một hồi, thì sang người đàn ông hóa vàng. Tôi sợ bước đi theo để bắt chuyện tìm hiểu. Anh này cởi mở cho tôi biết như sau. Anh là em chồng của người đàn bà kia. Vợ chồng anh trai của anh vốn là chủ của một ngôi lò mổ lớn nhất nhì thành phố Sóc Trăng. Mỗi ngày, lò mổ của vợ chồng anh ta hóa kiếp vài chục chú lợn. Vợ chồng anh ta là người kinh từ Bắc di cư vào, lại vốn vô thần vô thánh, nên chẳng quan tâm đến chuyện lợn năm móng hay ba giò như lời đồn mà đồng bào Khmer ở đây thường kể. Lò mổ của anh này có bảy người thợ, mổ lợn từ 3 giờ sáng, đến 5 giờ thì thịt đã ra thịt, xương ra xương, lòng xa lòng để các lái buôn đến chợ đi. Thông thường, anh ta cất đặt công việc từ chiều hôm trước cho trưởng nhóm mổ. Nhóm thợ cứ tự đồng làm. 5 giờ sáng, vợ chồng anh ta mới phóng xe đến để kiểm soát đầu xa, phân phối cho các đại lý đến lấy hàng. Thế nhưng hôm đó, vợ chồng anh này đến mà chưa con lợn nào được mổ. Đám công nhân ngồi hút thuốc lào, uống nước chè chờ vợ chồng ông chủ tới. Ông chủ lò mổ hỏi lý do thì hai thợ mổ là người Khmer bảo rằng có hai con lợn đã thành tinh là do con người hóa kiếp thành lợn nên không dám mổ. Hóa ra trong đàn lợn chuẩn bị mổ có hai con lợn mà đồng bào Khmer ở đây gọi là lợn năm móng và ba giò. Mấy thợ mổ người Kinh thì không hiểu gì nhưng riêng hai thợ mổ người Khmer quê ở Vĩnh Châu thì rất sợ hãi. Hai anh này còn đốt nhang cắm ngay cửa chuồng lợn rồi khấn lấy khấn để. Nhìn cảnh ấy, đám thợ còn lại cũng hãi, không dám mổ lợn. thống nhất chờ ông bà chủ đến giải quyết. Quá tức giận, ông chủ lò mổ đã sai thợ mổ mang chày cho ông. Rồi ông kêu nhóm thợ kéo lần lượt hai con lợn mà thợ mổ của ông sợ hãi lên bàn mổ. Ông chủ này vốn là thợ mổ lâu năm, nên mổ lợn rất thuần thục. Mặc cho người vợ can ngăn, ông vung chày đập bóp chát một cái. Chú lợn há miệng quay đơ. Tay trái nắm tay, tay phải chích nhẹ. Con dao bầu thấu cổ chú lợn, máu xối xả ồ ạt ra chậu. Chú lợn thành tinh còn lại cũng chịu chung số phận. Để đám thợ không sợ hãi, ông trực tiếp cạo lông rồi chỉ nhoáng nhoàng, thịt đã ra thịt, xương đã ra xương. Bộ xong ông bảo, đây nhé, là lợn chứ không phải là người nhé. Đám thợ còn lại thấy ví ông chủ thì chẳng sợ gì nữa. Riêng hai anh chàng người Khmer thì mặt mũi tái nhợt, chân tay rung lẩy bẩy như thể đang chứng kiến cảnh giết người phân xác vụ mổ lợn sẽ chỉ bình thường như vô vàng những lần mổ lợn khác, nếu không có sự kiện khủng khiếp diễn ra với ông chủ này. Ngày sáng đó, sau khi chọc tiết hai con lợn năm móng và ba giò, trên đường chở vợ về nhà, chiếc xe tải chạy ngược chiều, đâm thẳng vào xe máy của vợ chồng anh ta, hất văng hai vợ chồng lên vỉa hè. Điều kỳ lạ là người vợ không hề say sát nhưng ông chồng thì bất tỉnh, máu me vương vãi khắp nơi. Cũng ngày hôm đó, đám thợ bỏ việc hết, không dám làm việc ở lò mổ này nữa. Lò mổ đóng cửa từ đó. Ông chủ nằm viện suốt hai năm trời, tiêu tốn bạc tỷ mới đi lại cà nhắc được. Chuyện xảy ra đã bảy năm, nhưng vợ chồng chủ lò mổ vẫn còn hại hùng. Từ đó đến nay, cứ nhằm ngày sầm, bà vợ lại chuẩn bị lễ lạc hương khói ở nghĩa địa lợn trong chùa mã tộc bà đã nhờ nhà chùa rước linh hồn hai chú lợn thành tinh mà chồng bà sát hại về ngôi chùa này để thờ cúng khói hương mong linh hồn hai chú lợn tha thứ nghe xong câu chuyện kinh hãi về ông chủ lò mổ lợn thành tinh báo oán tôi vào chánh điện tìm gặp sư trụ trì tuy nhiên bữa đó thường tọa kim Rê-nê, trụ trì của mã tộc đi vắng chỉ có sư phó Tú Linh ở chùa Tiết khách. Sư phó Tú Linh bảo rằng, những chuyện đồn đại sợ hãi về những chú lợn năm móng ba giò có rất nhiều. Chuyện này bắt đầu bởi một quan niệm mang tính chất tâm linh của người Khmer về những con lợn quái thai. Người Khmer tin rằng những con lợn có năm móng, năm móng chân thay vì bốn móng như thông thường, hoặc ba giò, một chân móng đen, một chân móng trắng gọi là lợn ba giò, chính là cốt tinh của con người. Người ta còn đồn rằng, nếu gia đình nào nuôi thì phải gặp chuyện lục đục chẳng lành. Còn nếu giết lợn thì người giết lợn, thậm chí cả nhà đó phải đền mạng. Nhà nào có lợn này, muốn bán cũng không có ai mua, cho không ai dám lấy. Cứ phải nuôi đến khi nó chết thì đem mai táng cẩn thận, may ra mới thoát nạn. Sư phó Tu Linh kể, ngay tại ngôi làng Mahatup, cành chùa Mã Tộc. Cách đây 10 năm, có một ông đang ngồi câu, thấy một con lợn vừa to vừa béo, thủng thẳng tiến lại gần. Chân con lợn này đeo một chiếc vòng bạc. Nhìn qua, ông này biết con lợn là loài quái thai năm móng, được gia chủ đóng cho chiếc vòng bạc rồi thả sông. Nó cứ lang thang xin ăn khắp nơi. Vốn vô thần vô thánh lại đang lúc túng đói ông ta liền chắc lợn về chọc tiết ăn không hết ông ta đem bán ngoài chợ không ai biết đây là thịt lợn năm móng nhưng cứ như có ma cả buổi chợ không ai tiến lại chỗ ông ta hỏi mua thịt lợn Ngày đêm đó ông tự dưng bần thần đôi mắt từ đờ đẫn chuyển sang dài dài rồi điên khùng luôn vợ chồng con gái sinh ra lục đục đánh cãi nhau chí chóe ông này điên khùng một thời gian thì lăn ra chết. Sau vụ ấy, người dân trong làng nhìn thấy con lợn năm móng hoặc ba giò đi dọc đường là kính cẩn chắp tay hành lễ. Bà cụ là Phật tử quét dọn trong chùa Mã Tộc cũng kể lại câu chuyện không kém phần kinh hoàng. Cách đây 7 năm, một ông chủ lò mổ chờ đến chùa một xác con lợn vừa bị chọc tiết. Máu vẫn chảy ròng ròng ông chủ lò mổ này cùng gia đình vừa khóc vừa lạy mong nhà chùa hóa giải kiếp nạn vì lỡ mua và giết một con lợn năm móng số là đám thợ mổ của ông không để ý đến khi chọc tiết làm lông xong mới nhìn đến móng chân của nó và đếm thấy có năm móng chứ không phải bốn móng như thông thường nhà chùa lúc đó cũng làm lễ hóa giải anh này cũng làm thợ say mồ chôn tự tế nhưng rồi, anh ta cũng không thoát được sự báo oán của con lợn thành tinh này. Hiện anh ta đang bị tâm thần, suốt ngày lang thang ở thành phố Sóc Trăng. Còn vô vàng chuyện hoang đường liên quan đến lợn năm móng ba giò báo oán hại người. Có thể những câu chuyện họ kể là thiêu dệt, suy diễn. Nhưng có một phần thực tế mà ai cũng lấy làm lạ. Đó là người Khmer vùng Sóc Trăng, coi lời vật này như ma quỷ hiện hình. thịt rùa ngon người thượng hải có câu đầu môi như thế này hiện thế báo nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời chẳng đợi sang kiếp sau mới báo ở thượng hải có vương tiên sinh bình thường rất ưa ăn thịt rùa nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người ông chế nước gặp nồi dùng nắp đầy kín nồi trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn đang sôi rót vào bị rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng, ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật giả man. Chưa hết, rùa đang hoàng hoại đau đớn dãy chùa trong nước đóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa cầu sống không có đường. Thế là, nó đành vô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này, vườn ti sinh tàn dẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà vương tiên sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn rồi vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa mười mấy ngày sau một đêm nọ ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa lửa thiêu rụi cả cầu thang cháy lan tới phòng ngủ của ông thiêu đến chăn bền thì ông mới giật mình tỉnh dậy trong lúc kinh hoảng ngơ ngác ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng nhưng sông cửa sắt khe hở quá hẹp nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt cây tại đó vô phương tiến thoái ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến lửa dữ cháy tràn lan trên đất đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng đóng thêm ông há to biện, gào thét kêu cứu viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ sông cửa ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi lúc đó có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm và cứ thế vương ti sinh cuối cùng chết trong biển lửa thách thức giết rùa ăn của vương tiên sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự nhân quả báo ứng quả thực không chối khi sống ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình đây chính là vương tiên sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng trong kinh pháp cứu ghi yêu diệt mà gặp phúc là ác kia chưa chính đến khi quả ác chính thì tự thọ tội khốc liệt vương ti sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy mong những vị ưa sắc thiện niệm và ác niệm thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát. Tu trong từng cử tâm động điểm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo. Số bệnh tức được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niềm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niềm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, xuyên tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình tiểu vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc do tôi ít chơi game nên rất mau thua làm ảnh hưởng xấu đến số điểm khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách sao chị chơi tệ quá vậy nhìn khí thế hung hăng của em tôi lấy giọng chị nghiêm nghị của nó em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả bình thường để gì dưỡng nên chị luôn nhường nhịn hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được thế là Tôi túm lấy nó Đánh vào mông nó một trận Tiểu vận bị tôi đánh Khóc ầm lên Vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung Đồng hồ bàn, ly tách Các món đồ chơi Đều bị nó làm vỡ hết Tôi khuyên ngăn vô ích Ngay lúc đó Dì dưỡng tôi về Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn Dì dưỡng Phật ý Hỏi với giọng đầy trách móc Vậy là sao? Trời vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, tiểu vận vừa khóc vừa gào lên là chị hồng làm làm hết đó chị vừa đánh con vừa quăng đồ á không những làm 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 con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn ba ơi mẹ ơi chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng á khẩu cũng chẳng biết làm sao để giải thích vì dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay họ dần dữ mắng tôi tại sao mà con không có lương tâm cư xử quá tệ như vậy hả con cũng từng ở đây một thời gian sao lại đối với em ác như vậy cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác mau cút khỏi đây ngay cút ngay tôi muốn giải thích nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi đành dẫn dịnh nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ, một tuần trôi qua tôi rất muốn đi thăm em họ, và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên, Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn dường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu giận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi, thì qua ngày sau, tiểu Dựng đột nhiên toàn thân co giật, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đi chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ, dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu giận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi, nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quan con, con hãy tha lỗi cho dì nghe. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa, điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với bình bản thân cũng không nên nổi sân mà phải nhờ vào sức mạnh của phật pháp sám hối hồi hướng nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự mọi việc thì nhất định sẽ có hảo báo thu được kết quả tốt đẹp không ngờ kinh hoa nghiêm nói nếu người muốn biết ba đời tất cả phật nên quán tính pháp giới tất cả do tâm tạo người học phật trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh, làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tù nơi dẫn. Dần đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự, hoặc hơn cả tiểu vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả. Tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người, tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác, hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất biên bật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không vững nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trong nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà xa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhét giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng a la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Sư Ly Diệu Dung Năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cá thảy có 38 vạn từ, và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến, sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói. Phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này. Như vậy, thì máu đâu cho đủ. Cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều tánh tình hiền thiện cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý sau khi tốt nghiệp hành nghề được hưởng chế độ rất ưu đãi lương bổng cực cao nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô dưới sự hướng dẫn kiên nghị của người mẹ phi phàm cô đến núi thanh nguyên tỉnh giang tây được hòa thượng thể quản đào cao đức trọng xuống tóc cho Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo, có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay. Nhiều người nghe danh rất khâm phục tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quý y hòa thượng thể quản có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh Sư Ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần sáu mươi như chúng tôi, phải thầm xấu hổ, vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ, ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói, đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn dùm. Ông chẳng nên bỏ đầu dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ dịu lời, cảm động bảo. Sư dịu dung thật hết biết. Vì quý tiết từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư dịu kiến ngồi trung bàn nói. Chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhỏ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hành nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói, thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều, so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa. cuộc rễ lúc mình mới xuất gia làm sa chi nhận công tác phải gánh phân do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng dù có mang hài cũng khó tránh giảm đạp lên phân nên lúc lên điện để tỏ lòng cung kính cô cởi hài bỏ bên ngoài chỉ mang vớ vào điện nhưng vì hàng ngày thời gian lên điện tương đối dài lâu dần chân bị nhiễm lạnh hai chân và đầu gối bị thủng nặng đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư diệu dung dẫn nói, đây là vì chứng bản thân hiền tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp tăng y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt, thì càng lụy người phải lo. Như vậy, thiệt là sống không bằng chết, sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát, đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này. Dùng máu huyết chép kinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới đồng thành Phật Đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào mười ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lãng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang mà bản thân tôi không hề hay biết và hoàn toàn không nhìn thấy đây có thể là nhờ phật lực gia hộ khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ lúc tôi chết xong bốn nguyễn kinh máu thì hai chân hết phù thủng khôi phục bình thường thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ. Khiến tôi có được mạng sống mới, tôi cảm kích đến trời lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận dị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống vì chúng sinh mà chết hôm sau đi y diện kiểm tra bác sĩ rất kinh ngạc ông tuyên bố tôi hoàn toàn hồi phục khi mẹ thấy tôi hết bệnh bà rất mừng đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi bà nghiêm nghị bảo sư diệu dung bệnh cô đã lành hãy mau thu xếp về chùa cô là người xuất gia ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu đương nhiên khi nghe những lời lạnh nhạt chẳng có chút tình người như vậy tôi thật khó tiếp thu phải gắn kiềm chế để nước mắt không trào ra tôi giận dỗi nói con đi liền đây Thấy là tôi tôn góp hành lý đơn giản bước ra kêu xe khi xe sắp chạy tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ quách cư sĩ tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung vút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về sẽ tu hành bê trễ chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học phật là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo mẹ yên tâm nha mẹ như mũi tên một khi đã bắn ra không bao giờ quay về con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại còn sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Nghi Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật nghe kinh, pháp, tu hành đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ. Lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men, cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý, cùng những phục vụ viên, hoàn toàn là tình nguyện, phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở, chỉ cần đóng phí thức ăn, do gia đình quyến thuộc cung cấp. Phần còn lại, đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên, bác sĩ hộ lý không cần đền đáp, nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ rất sẵn lòng giúp Ni Dự Dung cùng mọi người tù hội ở đây dụng công tu tập thành đạo bồ đề. Bài văn dưới đây tôi viết theo danh xưng ngôi thứ nhất để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung từ sinh ra đến xuất gia giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị Ni ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ tác giả quả khanh xin giải thích riêng sư diệu dung là câu chuyện có thật hoàn toàn sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh nghĩa là tên và địa danh đều đổi không ghi thật tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoàng pháp, Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, mười năm về trước, luôn ngộ nhận cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổ phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặt, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột nguyện đem thân tâm phụng hiến, hoàng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung, thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đại Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi, đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng, báo ứng hiện đời nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thường thể quan là cao đồ ngài hư vân, từng tán tháng bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng, lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị thiên thần hộ người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe, luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly vi tai nạn? trong kinh quán đỉnh Phật giảng. Nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có năm vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc. Thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật Thuyết, Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Vì Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ, lúc đó dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ. Sợ khi kiểm tra, sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đề này, còn có Phật Pháp, là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh, không những khéo chữa trị thân tâm, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai, thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh, thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái, là xe tông vào dì rồi, thì nó dồi ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng. Cả xe lẫn người gây tai nạn, rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói trời ơi dì có sao không bị đụng mạnh quá mà không không sao hết dì trần mỉm cười đáp có lý nào như vậy được con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới mức mà nó bật ngược rồi răng xuống hồ mà thôi để cô đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha không sao chẳng cần làm như vậy đương lúc hai dì cháu đang nói thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp, chỉ vào mặt dì Trần quát. Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh cũng giao nhau, nhau lên tiếng trách mắng người đạp trời xe ơi, ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ lôi cái xe lên mọi người vội khuyên dì trần trời ơi dì phải đi bệnh viện khám ngay chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh khám chút cho an tâm đề phòng rủi ro mà thế là dì trần đến bệnh viện kiểm tra kết quả ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra còn lại đều bình thường không có bất kỳ vấn đề gì do vậy người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ sau đó dì trần thuật lại cho tôi nghe trong khoảnh khắc bị xe đạp tông dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ nhờ vậy nên không có bị đau mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra tôi nói con nghĩ là nhờ vị trì giới nghiêm nhặt lại tịnh tiến tu theo pháp phật cho nên được bồ tát di đà hộ pháp đến giúp gì hóa giải tai nạn đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại tránh cho gì không bị thương đó quy lực phật pháp quả không thể chỉ tưởng người trì giới chuẩn bực trong lúc nguy ách sẽ được báo nặng lãnh nhẹ gặp dữ hóa lành giải thích thêm vì sao có người tin tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân, thậm chí những ác nghiệp tạo từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại, nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lạnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang dạy tuốt nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu, Những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội mỗi người chúng ta trong quá khứ, vì thiếu hiểu biết, mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận, bùi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng khoan minh, vì vậy, cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất, chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lễ về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được. Vội hỏi. Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật quan giả nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi! Tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài quan dã như đà điếu nè rùa thỏ rừng gà tuyết độc xà thậm chí cả cá sấu nữa nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh người ta đã giết sẵn trước đó rồi tôi giải thích Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật quan giả, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta thần thức nó cũng đeo theo quấy phá chính con cá sấu đã ra tay báo thù khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn cực suy hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái từ vai đến gáy của bà nó không ngừng cắn xé cổ bà làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu bà trần tỉnh ra Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật quan giả, nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh địa tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Khoa hôm sau lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đào hủ đến thăm bà Trần, trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình thành khẩn kể lễ, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ. Chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạng, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật, đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết. Thay vào đó là nét sáng rỡ hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng ẩn hiện dưới uy lực chân thành sám hối của bà. Chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp, từng tớp cùng bay lên trong dốc lá đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc cả hội trường nhốn nháo cùng nhau thú tội thế là anh một câu tôi một câu ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi lao sao từ kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ sức mạnh của sám hối đúng như phật từng thuyết trong kinh nghiệp báo sai biệt như sau nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách sám hối lỗi xưa nguyện không tái phạm Quán ngon, quán ngon cao cấp tại đại lộ tung sơn của thành phố đài bắc phồn hoa có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần tên là quán ngon cao cấp làm ăn rất phát đạt khách ra vào tấp nập cửa tiệm rộng lớn thiết kế sang trọng nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung mặc toàn tây âu trắng bếp trưởng đội nón trắng tinh tay luôn đeo găng chứng tỏ đình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán, từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân, sau mấy đếm tiền. Tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm, là quầy hàng bán lẻ phía sau tiệm là xưởng giết mổ lò quay nướng vịt bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát mấy năm gần đây tiệm lập chi nhánh các nơi chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều trong đây không thể thiếu các thực khách của tủ gia vũ trường, tiệm vàng, sòng bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân khủ đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân, khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải sắp hàng chờ đợi từ ba đến năm tiếng nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya quán phải bướng thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia cả nhà đều lao vào cuộc bận rộn buôn buôn bán bán hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã huyên náo ồn ào thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt Mà còn to hơn vạn bội Mọi người đều xúm lại Vây quanh nhìn Và không ngước bàn tán xôn xao Bỗng có một bà béo mập Hét thật lớn Nói Ôi trời đất ơi Lão này giết vịt nhiều quá Nên bị quả báo đó Sợ quá Tôi cũng dám ăn thịt vịt nữa đâu Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại Không hẹn Mà đồng một mục đích Sớm nhau chạy ra khỏi tiệm giống như là bầy ông vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng khiêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt ba ngày ba đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bản hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa dòng tộc họ thái cũng giấu luôn tông tích không biết họ quan âm cứu nạn một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe trong tay mỗi người cầm một chai rượu y phục xốc xếp rõ ràng là say quất cần câu một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi ba ông ma men kia thấy vậy đều <laughs> nhào ấy, tới ngồi xuống bao vây tôi ừ. Cho anh người lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an trong lòng hơi ớn nhưng ráng giữ bình tĩnh nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sả táo tợn hơn bằng cách choàng tay lên vai tôi còn cười ha hả thật lớn chắc chắn đây là một tên lưu manh tôi muốn đổi chỗ nhưng gã chẳng cho tôi đi ra tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu tôi kêu thật to anh bán vé ơi anh bán vé từ từ đi tới tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt vội xỉa tiền ra mua năm vé còn chỉ chỉ vào tôi trần tráo bảo à, tôi mua vé cho em gái này luôn em gái này á à, trong nhóm của tôi trong nhóm của tôi hết trơn á nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn nhưng vẫn ráng giải thích tôi không quen họ anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi, hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại bình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi tôi rất tin bồ tát quan âm hữu cầu tất ứng trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư gì giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ tôi đành chấp tay niệm thầm nam mô quan thế âm bồ tát tôi nhất tâm khẩn cầu ngài che chở cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm dần dần nội tâm tôi trở nên bình tĩnh không còn căng thẳng mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa vì ngay lúc đó tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác Tài! Mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại, lại. Dừng lại. Ơi, Dạ, có thể đi tôi ơi. nhìn được dừng, dừng lại, dừng 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 lại không nhìn được dừng xe dừng lại mau dừng, 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 dừng xe dừng lại trời ơi dừng, dừng, dừng xe dừng lại đi dừng xe lại gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết đồng hoảng loạn la to trời ơi mất tiểu quá hết nhịn nổi rồi mau dừng xe lại trời ơi tôi muốn xuống xe Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi động một câu. Đồ thần kinh! Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an đúng như trong kinh phổ môn nói chúng sinh bị khổn ách vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lực năng cứu khổ thế gian lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế xin mạo mùi kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên tôi muốn nói rằng nếu bạn gặp nguy hiểm lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình không có ai chở che thì hãy chí thành niềm danh bồ tát quan thế âm chỉ cần bằng thành tâm hết lòng nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của ngài